Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe tiêu dầu kìa em ạ Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Ví dụ này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 Luxury Chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 Luxury này Khi mà sang cuối tháng 9 này Đang có các chương trình khuyến mại như nào Tổng lăn bánh đang ra sao Thì em sẽ giới thiệu cho anh em một cách chi cụ thể Còn chưa đăng ký kênh của em Thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe tư giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng món bánh và các chương trình khuyến mại Ok xin phép được đi vào vấn đề chính đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe với giá miết của chiếc xe này đang là 719 triệu khi áp dùng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt của tháng 9 này năm mới nổi đang là 755 triệu còn ở tỉnh thì là 722 triệu tỉnh áp thuế 200 thì là 735 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 742 triệu còn đối với trả góp thì đang là 240 triệu tỉnh thì đang là 207 triệu tỉnh áp thuế trăm thì là, là 220 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 227 triệu còn một giá tốt hơn hay khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhiều nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 Luxury ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m660, rộng là 1m795, còn cao là 1m440 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m725 ạ. Còn khoảng sáng cầm xe đó đang là 14,5cm anh em nhé chiếc xe này về tổng thể nó cũng khá là dài rộng và cao đấy ạ. Tiếp theo thì cho anh em về phần đầu xe ạ. Phần đầu xe của chiếc xe Mazda 3 này thì uh, thiết kế của nó thì cũng không phải quá góc cạnh đâu ạ. giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn ạ. và có mặt lưới ca lăng của chiếc xe này rất là to bản anh em nhá. có thanh nhập chrome chạy từ bên trái sang bên phải giữa hai cụm đèn đấy ạ. các tính an toàn về phần đầu xe có sẽ là nó sẽ có cảm biến góc trước bốn mắt ạ. Đó tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, cụm đèn phía trước ạ cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó là sử dụng là đèn full led đấy ạ cho cả đèn cốt đến đèn phà đó. còn phía dưới này đó chính là phần uh, cản trước này cản trước của chiếc xe này thì nó khá là khóc cạnh em nhỉ. đèn gầm của chiếc xe này thiết kế nó rất là nổi bật đấy ạ Ok, giờ ra sang bên hàng uh, bên uh, sườn xe giới thiệu cho em về phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của chiếc xe này thì nó dập nổi cũng không phải là quá nhiều đâu ạ, rất ăn nhập về phần đầu xe anh em nhé Tiếp theo thiệu cho cho anh em về phần uh, bánh xe ạ. Bánh xe của chiếc xe này nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 16 inch đấy ạ. Màu nó sẽ là màu bạc uh, bạc xám. Đấy. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố đúc phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh cẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn nha em nhá. Ok, tiếp theo tới tiểu cho anh em về uh, bên uh, gương chiếu hậu ạ. À. Gương chiếu hậu của chiếc xe Mazda 3 bản Luxury, bản sedan này nó sẽ là cùng màu thân xe. À. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. À. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Về phần chân kính của chiếc xe này nó sẽ chân kính phần phía trên có thanh nhập chrome rất là to bản này em nhá chạy từ bên hàng ghế đầu tiên sang bên ghế phía sau tạo ra chiếc xe cảm giác nó được trương xe hơn dài xe hơn sang trọng hơn ạ về tay nắm cửa của chiếc xe này sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa đấy ạ đó ok giờ sang bên phần đuôi xe giới thiệu cho em về phần đuôi xe của chiếc xe Mazda 3 sedan bản luxury ạ phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó rất ăn nhập với cả tổng thể chiếc xe nó không phải quá góc cạnh đâu ạ, giúp cho chiếc xe cảm giác nó được uh, uh, sang trọng và thể thao hơn ạ. Các tính an toàn về phần đuôi xe nó sẽ có cảm biến lùi bốn mắt, camera lùi Về phần cản sau của chiếc xe này nó sẽ là sử dụng là uh, có phần bô nó sử dụng là uh, bô kép đấy ạ. Có thanh nạp chrome rất là sang trọng và tinh tế đấy ạ. Về phần uh, cụm đèn phía sau nó sử dụng là đèn halogen. Chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ, giúp cho chiếc xe nó cảm giác nó được sang trọng và thể thao hơn. Đó. đây sẽ quay cho anh em về phần à, cản sau này bô chiếc xe này nó sử dụng là bô kép em nha đây giới thiệu cho anh em về à, tổng quan cho anh em về phần à, bên nội thất của chiếc xe Mazda 3 Sedan đây giới thiệu cho anh em về phần nội thất này Nội thất của chiếc xe này nó sử dụng là nội thất màu đen Ghế được bọc da màu đen đấy ạ Không gian màu đen thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được Sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về bên phần ghế ạ Ghế của chiếc xe này nó sử dụng là ghế da màu đen đấy ạ Ghế chỉnh điện 10 hướng Ngồi uh, ngồi rất ôm ghế đấy ạ Ngồi rất ôm ghế luôn em nha còn về bên cánh cửa của chiếc xe này là bên cánh cửa nó cũng không gian màu đen, có thanh nhập chrome. Các nút bấm bên cánh cửa là sẽ là có khóa cửa, chốt cửa này, lên sung kính cho bốn cánh cửa. Điều chỉnh bốn mặt gương đấy ạ. Ok, sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai sẽ giống như hàng ghế đầu tiên nhé Ghế của nó sẽ là ghế da màu đen đấy ạ. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất rộng rãi và thoải mái anh em nhá. Ok, giải sâu bên trong giới thiệu cho em chi tiết hơn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ vô lăng của chiếc xe này nó sẽ là vô lăng ba chấu ạ, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tiếp theo trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay, điều chỉnh âm lượng. đó. về bảy về túi khí bạn này nó sử dụng là 7 túi khí anh em nha. về bảng táp lô của chiếc xe này thì nó thiết kế cũng khá là đơn giản thôi ạ. cũng khá là đơn đơn giản thôi anh em nha. nó không phải quá lô bật ạ, nó không phải sử dụng là màn hình uh to. Về màn hình giải trí sau đó là màn hình cảm ứng 88 inch đi ạ đó, Có kết nối Bluetooth Ở đây màn hình nó sử dụng hệ thống điều hòa Nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập Cho bên ghế lái và bên ghế phụ ạ Chìa khóa thông minh Smart Key Về phần hộp số Chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp đấy ạ Phanh tay điện tử Auto Hold đó, rất là tuyệt vời cho em anh em. Chiếc xe này nó sử dụng đó chính là cần số nó sử dụng là cần số thẳng em nhá. Và chiếc xe này thì uh, các nó sẽ là có thêm đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ. Đây, à, cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Về phần động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 Skytis full xăng trực tiếp ạ. Với công suất cực đại của chiếc xe này đó đang là 110 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 146 Newton trên cho 3.500 vòng trên phút ạ. Các tính an toàn của chiếc xe này có như sau: có hệ thống phanh ABS này, phân bố đốt phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử xe, kiểm soát lực kéo, hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt này, hệ thống hỗ trợ khởi động dốc này, chìa khóa thông minh, chống trộm rồi đấy ạ. Về thu khí nó sử dụng là 7 thu khí anh em nhé. Nó sẽ có cảm bi lùi này, cảm biến góc trước, cả biến góc sau đấy ạ. Nó sẽ là hệ thống này nó sẽ không có một số góc tính năng an toàn giống như bản Premium, nó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống bảo cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, hỗ trợ phanh thông minh. nó sẽ không có đâu ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sẽ là có 5 màu cho em lựa chọn, nó chính là màu trắng như mình đang xem, màu đỏ, màu xám, màu đen và màu xanh đen đấy ạ. Ok, về video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Mazda 3 Bản Luxury Rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này em sẽ phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Mazda Cũng như các xe khác nhau Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên trường nam để cho anh em xem được chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn những mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe hai tiếng giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.